Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Chính vì vậy, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Ninh Bình thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số ở các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Tại Kim Sơn, để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số cùng với quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, mạng di động, mạng truyền số liệu, truyền dùng theo hướng hiện đại, đồng bộ, huyện đặc biệt coi trọng yếu tố con người trong chuyển đổi số. Trọng tâm là tăng cường phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về kỹ năng khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, phân tích, xử lý dữ liệu, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chuyển đổi số. Trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo, trong cái việc gương mẫu sử dụng, một đó là tích cực nâng cao cái trình độ sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thứ hai là phải triệt để sử dụng chữ ký số, thứ ba là giải quyết và điều hành công việc trên hệ thống văn bản của iOffice. Đấy, thì qua cái đó thì cũng sẽ có cái tác dụng nêu gương và nâng cao cái ý thức của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động trong cái việc thực hiện chuyển đổi số. Khi người đứng đầu có nhận thức đầy đủ, quan điểm đúng đắn, gương mẫu, tiên phong sử dụng công nghệ thông tin trong công việc, chỉ đạo quyết liệt, ứng dụng tốt các nền tảng số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, thì khi ấy, chuyển đổi số sẽ nhanh, thực chất và hiệu quả hơn. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, quá trình chuyển đổi số đã được thể hiện rõ trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý và hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 100% cơ quan đơn vị từ tỉnh đến xã đã thiết lập mạng nội bộ để kết nối các máy tính trong cơ quan, đơn vị, phục vụ ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, các hệ thống thông tin của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có máy tính sử dụng tại cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%, tại cấp xã đạt khoảng 85%. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, công nghệ số, các ứng dụng và nền tảng số đã gần như hiện diện trong tất cả các hoạt động phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe người dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành cũng chuyển dần mô hình và phương thức quản lý truyền thống sang nền tảng số. Tôi thấy là cải cách hành chính bây giờ là rất nhanh gọn, thuận tiện. Cán bộ thì hướng dẫn, nói chung là từ A đến Z. Từ các cái công việc nhỏ cho đến công việc chính để mà làm cái hồ sơ giấy tờ thì là tôi thấy là rất là hài lòng. Giao dịch trên môi trường mạng ấy, giải quyết không phải đến các cái cơ quan hoặc là đến các cái tổ chức mà thông qua cái môi trường mạng để rồi tổ chức cái này thì rất thuận lợi, không mất thời gian và mọi người có thể vẫn làm được việc khác. Chuyển đổi số là nhiệm vụ khó, cần thời gian và lộ trình thực hiện phù hợp, sát thực tiễn. Nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.